Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 17. Ngươi chớ dâng cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi con bò đực hoặc con chiên có tỳ vít hay một tật chi, vì ấy là một sự gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi ở giữa ngươi, trong một thành nào mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, có một người nam hay nữ làm điều ác trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vi phạm giao ước Ngài, đi hầu việc và quỳ lại các thần khác, hoặc mặt trời, mặt trăng hay là cả thiên binh, tức là điều ta không có dạy biểu, khi điều đó đem học cho ngươi hay, thì phải tra hỏi kỹ càng. Và nếu điều người ta nói là thật và quả quyết có một sự gớm ghê dường ấy đã phạm trong Israel, thì ngươi phải dẫn người nam hay nữ đã làm việc ác đó đến cửa thành, ném đá cho chúng nó chết. Cứ theo lời của hai hoặc ba người chứng mới xử tử kẻ đáng bị chết, nhưng cứ lời của một người chứng không đủ xử tử người. Tay của các người chứng phải tra vào mình nó đầu hết, đặng làm cho nó chết, kế sau tay của cả dân sự. Như vậy ngươi sẽ cất kẻ hung ác khỏi giữa mình. Khi nào trong thành mình có một sự tranh tụng, hoặc vì đổ huyết, hoặc vì giành xé, hay là vì thương tích, mà ngươi phân xử lấy làm khó quá, thì phải đứng dậy đi lên chỗ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, đến gần những thầy tế lễ về chi phái Lê-vi cùng người đang khi ấy làm quan án mà hỏi han họ. Họ sẽ tỏ cho mình biết sự phán xét đáng định. Ngươi phải làm y theo lời họ tỏ dạy cho mình tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và khác cẩn thận làm theo mọi lời dạy của họ. Phải làm theo luật pháp họ dạy cho và sự phán xét họ giảng ra, chớ xây về bên hữu hay bên tả mà bỏ các điều giảng của họ. Xong, người nào ở cách kiêu ngạo, không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi giữa Israel. Cả dân sự sẽ nghe điều ấy và bắt sợ, không còn buông theo sự kiêu ngạo nữa. Khi ngươi đã vào xứ mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói, tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn. Phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên không phải anh em ngươi. Xong, vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Đức Jehovah đã phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng trở về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa, lại chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ, chép một bản cho mình. Bản ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn này, kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, lìa bỏ điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel. Chương 18. Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Israel. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va và cơ nghiệp Ngài mà nuôi lấy mình. Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình. Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. Vả, này là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên: cái chẻo vai, cái hàm và cái bụng. Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu
và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi. Vì tại trong các chi phái ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ để người và các con trai người nhân danh Đức Giê-hô-va châu trực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt. Khi một người Lê-vi ở bất luận thành nào chỗ nào tại trong Israel mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, và nếu người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình hầu việc như hết thảy anh em mình là người Lê-vi vẫn châu trực tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, thì người sẽ có một phần lương thực bằng phần của các anh em mình, không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta. Các ngươi khá nghe theo đấng ấy. Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Horeb trong ngày nhóm hiệp mà rằng: cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng này nữa, e tôi chết chăng? Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: chúng nó nói có lý, ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng. Ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. Nếu ngươi nói trong lòng rằng: làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra, chớ sợ người. Thi Thiên 63. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Trong một đất khô khan cực nhọc chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa, đặng xem sự quyền năng và sự vinh hiển của Chúa, như tôi đã nhìn xem Chúa tại trong nơi thánh. Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống tôi, môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi. Nhân danh Chúa, tôi sẽ giơ tay lên. Linh hồn tôi được no nê dường như ăn tủy xương và mỡ. Miệng tôi sẽ lấy môi vui vẻ mà ngợi khen Chúa. Khi trên giường tôi nhớ đến Chúa, bèn suy gẫm về Chúa trọn các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ tôi, dưới bóng cánh của Chúa tôi sẽ mừng rỡ. Linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Những kẻ nào tìm hại mạng sống tôi sẽ sa xuống nơi thấp của đất. Chúng nó sẽ bị phó cho quyền thanh gươm, bị làm mồi cho chó cáo. Nhưng vua sẽ vui vẻ nơi Đức Chúa Trời, phàm ai chỉ Ngài mà thề sẽ khoe mình, vì miệng những kẻ nói dối sẽ bị ngậm lại. Chương 48. Về Mô-áp, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: khốn cho Nê-bô vì đã trở nên hoang vu, Kiri-a-ta-im mang xấu hổ và bị bắt lấy, Mít-gáp bị xô đổ và nhốt nha. Sự ngợi khen của Mô-áp chẳng còn có nữa. Tại Hết-bôn, người ta mưu hại nó mà rằng: hãy đến hủy diệt dân này, cho nó không được kể vào số các nước nữa. Hỡi Mác-mên, ngươi cũng sẽ trở nên im lặng, gươm sẽ đuổi theo ngươi. Có tiếng kêu la khởi từ Horonaim rằng: sự hoang vu và hủy hoại lớn thay, Mô-áp tan nát rồi,
những con trẻ nó kêu la vang tiếng. Chúng nó sẽ lên dốc Luhit khóc lóc chẳng thôi, xuống dốc Horonaim nghe tiếng hủy hoại thảm sầu. Hãy trốn đi, cứu lấy sự sống mình, như cây thạch thảo nơi đồng vắng. Vì ngươi đã trông cậy sự mình làm ra và của báo mình, ngươi cũng sẽ bị bắt lấy. Kemốt cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình sẽ đi làm phu tù. Kẻ hủy diệt sẽ vào trong mọi thành, chẳng có thành nào thoát khỏi. Nơi trũng sẽ bị hủy hoại, đồng bằng bị phá tan như Đức Giê-hô-va đã phán. Hãy cho Mô-áp những cánh, đặng nó bay đi trốn. Các thành nó sẽ nên hoang vu, chẳng còn ai ở. Đáng rủa thay là kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cách dối giá. Đáng rủa thay là kẻ từ chối máu nơi gươm mình. Mô-áp từ lúc còn trẻ vốn yên lặng như rượu đứng cặn, chưa từ bình này rót qua bình khác. Nó cũng chẳng đi làm phu tù, nên giữ được vị nguyên của mình, mùi thơm còn chưa đổi. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ ta sẽ sai đến cùng nó những kẻ đổ ra. Chúng nó sẽ đổ nó ra, làm trống bình nó đi và đập các bình ra từng mảnh. Mô-áp sẽ bị xấu hổ bởi Kemốt, cũng như nhà Israel đã bị xấu hổ bởi Bê-tên mình trông cậy. Làm sao các ngươi nói được rằng chúng ta là anh hùng, là người mạnh mẽ nơi chiến trận? Mô-áp bị phá hoại, kẻ thù nghịch đi lên tiến vào các thành nó, kẻ giỏi nhất trong bọn trai trẻ nó bị giết. Đức vua, danh ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán vậy. Sự tai hại của Mô-áp đến gần, họa nó tới rất mau. Hỡi các ngươi là kẻ ở chung quanh nó, hãy than khóc nó. Hết thảy các ngươi là kẻ biết danh nó, khá nói rằng: Cái gậy cứng mạnh, cái gậy đẹp đẽ này đã gãy đi là giường nào. Hỡi con gái ở trong Đi-bôn, hãy xuống khỏi ngôi vinh hiển mình, ngồi cách khô khát. Vì kẻ hủy diệt Mô-áp lên nghịch cùng ngươi, phá đồn lũy ngươi. Hỡi dân cư A-rô-e, hãy đứng bên đường và ngó. Hãy hỏi đàn ông đi trốn và đàn bà thoát nạn rằng: Việc đã xảy ra làm sao? Mô-áp bị xấu hổ, sức mạnh nó đã tan nát. Hãy than thở, cất tiếng kêu lên. Hãy rao trên bờ Ạc-nôn rằng: Mô-áp bị phá hại. Sự đoán phạt đã đổ xuống trên xứ đồng bằng, trên Hô-lôn, Gia-sa, Mê-phát, Đi-bôn, Nê-bô, Bết-níp-la-tha-im, Kiri-a-ta-im, Bết-ga-mun, Bết-mê-ôn, Keri-yốt, Bốt-ra và trên hết thảy các thành xứ Mô-áp, nơi gần và xa. Đức Giê-hô-va phán: Sừng của Mô-áp đã chặt rồi, cánh tay nó đã gãy. Hãy làm cho nó say sưa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Mô-áp sẽ đẫm mình trong sự mửa thổ, cũng làm cớ cho người ta chê cười. Ngươi há chẳng từng chê cười Israel sao? Vậy thì nó có bị bắt được trong vòng kẻ trộm chăng, mà hễ khi ngươi nói đến nó thì lắc đầu? Hỡi dân cư Mô-áp, hãy lìa bỏ các thành, đi ở trong vần đá, khá như chim bọt câu làm ổ trên miệng vực sâu. Mô-áp kiêu ngạo vô chừng, sự sất sượt, sự cậy mình, sự khoe khoang của lòng kiêu căng nó, chúng ta đều nghe cả. Đức Giê-hô-va phán: Ta biết sự giận của nó là hư không, sự khoe khoang của nó là vô ích. Vậy nên ta khóc thương Mô-áp vì cả dân sự Mô-áp mà kêu la. Người ta than khóc cho dân kiệt Hê-re. Hỡi cây nho Síp-ma, nhánh nhóc ngươi vượt qua biển, kịp tới biển Gia-ê-xê. Kẻ hủy diệt đã đến cướp lấy trái mùa hạ và mùa nho ngươi, nên ta vì ngươi khóc lóc hơn là vì Gia-ê-xê khóc lóc. Sự vui mừng hớn hở đã mất đi trong ruộng màu mỡ và đất Mô-áp.
ta đã làm cho rượu cạn khô trong các bàn ép. Người ta chẳng reo vui mà đạp trái nho nữa. Sự reo vui của nó chẳng phải là reo vui. Tiếng than khóc từ Hetbon nghe thấu Eleale cho đến Yahat, từ Soa cho đến Horonaim và đến Elat Shelishia. Vì các dòng nước ở Nimrim cũng đều nên hoang vu. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ cất khỏi Moab kẻ dâng tế lễ trên nơi cao và kẻ đốt hương cho các thần mình. Bởi vậy, lòng ta vì Moab trỗi tiếng như ống sáo, lòng ta trỗi tiếng vì dân kiệt Here như ống sáo. Cho nên, sự dư dật nó đã thâu góp thì mất hết rồi. Đầu đều trọc hết, râu đều cắt hết, mọi tay đều bị dấu cắt, mọi lưng đều mang bao gai. Trên các nóc nhà Moab và trong các đường phố nó, rặc là những sự than khóc. Vì ta đã đập bể Moab như bình chẳng ai ưa thích, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kìa, nó đã đổ nát giường nào, chúng nó than thở giường nào. Moab xây lưng lại cách hổ thẹn giường nào. Moab sẽ trở nên cớ nhạo cười và sợ hãi cho hết thảy người chung quanh. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, quân nghịch liện như chim ưng xè cánh nghịch cùng Moab. Keriyot bị lấy, các đồn lũy bị choáng rồi. Ngày đó, lòng những người mạnh mẽ của Moab trở nên như lòng đàn bà đau đẻ. Moab sẽ bị diệt, không thành một dân nữa, vì nó đã lên mình nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân Moab, sự kinh hãi, hầm hố, bẫy giò đang lâm trên ngươi. Kẻ nào trốn khỏi sự kinh hãi sẽ sa trong hầm hố, kẻ nào lên khỏi hầm hố sẽ mắc phải bẫy giò. Vì ta sẽ khiến năm thâm phạt đến trên Moab, Đức Giê-hô-va phán vậy. Kẻ trốn tránh kiệt sức rồi thì núp dưới bóng Hetbon, vì có lửa phát ra từ Hetbon, ngọn lửa từ giữa Sihon thiêu nuốt góc Moab và sọ của con kẻ hỗn hào. Hỡi Moab, khốn nạn cho ngươi, dân Kemot mất rồi, các con trai và con gái ngươi đã bị bắt đi làm phu tù. Nhưng đến những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù Moab trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Lời xét đoán về Moab đến đó mà thôi. Chương 49. Về con cái Ammon, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Israel há chẳng có con trai sao? Há chẳng có con kế tự sao? Vì sao Minh-côm được lấy đất Gác làm cơ nghiệp, dân nó ở trong các thành của Gác? Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ làm cho tiếng kêu về giặc giả vang ra nghịch cùng Ráp-bát, tức thành của con cái Ammon. Nó sẽ trở nên một đống đổ nát, các con gái nó sẽ bị lửa đốt cháy. Bây giờ Israel sẽ chiếm lấy những kẻ đã chiếm lấy mình, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Hetbon, hãy than khóc vì Ahi đã bị cướp phá. Hỡi con gái Ráp-bát, hãy kêu la, hãy mang bao gai chạy đi chạy lại giữa các hàng rào mà than khóc, vì Minh-côm sẽ đi làm phu tù cùng các thầy tế lễ và các quan trưởng mình. Hỡi con gái bội nghịch kia, sao khoe mình về các nơi trũng ngươi, về nơi trũng màu mỡ ngươi? Ngươi tin cậy ở của báo mình và nói rằng, ai đến được cùng ta? Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Này, ta sẽ khiến sự kinh hãi từ mọi nơi chung quanh ngươi đến cùng ngươi. Mỗi người trong các ngươi sẽ bị đuổi và chạy thẳng, chẳng ai sẽ thâu nhóm những người đi trốn. Nhưng về sau, ta sẽ đem các con cái Ammon bị phu tù trở về, Đức Giê-hô-va phán vậy. Về Ê-đôm, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Trong Thê-mang há không còn có sự khôn ngoan sao? Những người khôn đã dứt mưu luận của mình sao? Sự khôn ngoan của họ đã mất rồi sao? Hỡi dân cư Đê-đan,
hãy trốn, xây lưng lại, đi ở trong các chỗ sâu, vì ta sẽ khiến tai vạ của Esau đến trên nó, là kỳ ta sẽ thăm phạt nó. Kẻ hái nho đến nhà ngươi, há chẳng để sót lại một ít sao? Kẻ trộm ban đêm, há chẳng hủy hoại cho đến mình có đủ sao? Nhưng ta đã bóc lột hết Esau, làm cho chỗ kín nó lõa lồ ra, không thể giấu mình được. Con cháu, anh em, kẻ lân cận nó đều bị diệt, và chính mình nó không còn. Hãy bỏ những kẻ mồ côi của ngươi, chính ta sẽ giữ mạng sống chúng nó. Các kẻ quá bụa của ngươi khá trông cậy ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, những kẻ vốn không phải uống chén này chắc sẽ uống lấy, và ngươi há khỏi hình phạt được hết sao? Ngươi sẽ không khỏi hình phạt, nhưng chắc sẽ uống chén ấy. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta đã chỉ chính mình ta mà thề, Bốt-ra sẽ nên gỡ lạ và sỉ nhục, bị phá tán và rủa sả. Các thành nó sẽ trở nên gò đống đời đời. Này là tin mà Đức Giê-hô-va cho ta nghe, và có một sứ giả được sai đến giữa các nước. Hãy nhóm lại đi đánh nó, hãy đứng dậy mà chiến đấu. Vì này, ta đã làm ngươi nên nhỏ mọn giữa các nước và bị khinh dễ giữa người ta. Hỡi ngươi ở trong bọng đá lớn, choáng trên đỉnh núi kia, cho mình là đáng sợ. Lòng kiêu ngạo đã dối trá ngươi. Dầu ngươi lót ổ mình cao như ổ chim ưng, ta cũng làm cho ngươi từ đó rớt xuống. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ nên gỡ lạ, mọi người đi qua sẽ lấy làm lạ, thấy tai vạ của nó thì đều sỉ báng. Ấy sẽ giống như sự hủy hoại của Sodom, Gomorrơ và các thành lân cận. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ê-đôm sẽ không có người ở nữa, chẳng có một con người kiều ngụ tại đó. Này, nó như sư tử lên từ các rừng rậm rạp của Giô-đanh mà nghịch cùng chỗ ở kiên cố. Thình lình, ta sẽ làm cho Ê-đôm trốn khỏi, và ta sẽ lập người mà ta đã chọn để cai trị nó. Vì ai giống như ta, ai sẽ định kỳ cho ta? Có kẻ chăng nào sẽ đứng trước mặt ta? Vậy, hãy nghe mưu Đức Giê-hô-va đã định nghịch cùng Ê-đôm, và ý định Ngài đã lập nghịch cùng dân cư Thê-man. Thật, những con nhỏ trong bầy chúng nó sẽ bị kéo đi, nơi ở chúng nó sẽ bị làm hoang vu. Nghe tiếng chúng nó đổ xuống, đất đều chuyển động, tiếng kêu của chúng nó nghe thấu đến biển đỏ. Này, kẻ thù bay như chim ưng, liện và xè cánh nghịch cùng Bốt-ra. Ngày đó, lòng anh hùng Ê-đôm trở nên như lòng người đàn bà sinh đẻ. Về Đa-mách, Ha-mát và Ạc-bát đều bị hổ thẹn vì chúng nó nghe tin xấu mà tan chảy. Biển đang đau đớn không yên lặng được. Đa-mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn. Sự run rẩy đã bắt lấy nó, sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó như đàn bà sinh đẻ. Vậy, người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen là thành làm sự vui vẻ cho ta? Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Bởi vậy, trong ngày đó, những kẻ trai trẻ nó sẽ ngã trong các đường phố nó. Mọi lính chiến sẽ phải nín lặng. Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách. Nó sẽ thiêu hủy các cung điện bên Ha-đát. Về Kê-đa và các nước ở Hát-so mà Nebuchadnezzar vua Babylon đã đánh, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đứng dậy đi đánh Kê-đa và phá diệt các con cái phương đông. Chúng nó sẽ cất lấy trại và bầy vật chúng nó, cướp lấy màn chán, đồ lề và lạc đà, mà kêu lên cùng chúng nó rằng: Sự kinh hãi bao bọc các ngươi tư bề. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi dân cư Hát-so, hãy thoát mình, hãy lánh đi xa, hãy ở trong chỗ sâu, vì Nebuchadnezzar vua Babylon đã toan mưu nghịch cùng các ngươi, định ý làm hại các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Hãy đứng dậy, đi đánh dân ở yên ổn không lo lắng gì. Dân ấy không có cửa đóng, không có then chốt, và cũng ở một mình.
những lạc đà nó sẽ làm của cướp, bầy vật đông đúc nó sẽ làm mồi. Ta sẽ làm cho những kẻ cạo râu chung quanh tan lạc khắp bốn phương. Ta sẽ khiến tai vạ từ mọi nơi đến trên chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hát So sẽ trở nên hang chó đồng, làm nơi hoang vu đời đời. Chẳng ai ở đó nữa, chẳng có một con người nào trú ngụ đó. Lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa mới trị vì, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ bẻ cung của Ê-lam là sức mạnh thứ nhất của nó. Ta sẽ khiến bốn gió từ bốn phương trời thổi đến nghịch cùng Ê-lam, sẽ làm tan lạc chúng nó đến mọi gió đó. Chẳng có nước nào mà những kẻ bị đuổi của Ê-lam chẳng đến. Ta sẽ làm cho người Ê-lam kinh hãi trước mặt kẻ thù nghịch và kẻ đòi mạng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến sự tai hại, tức thạnh nộ phừng phừng của ta đổ xuống trên chúng nó và sai gươm theo sau, cho đến chừng nào ta hủy diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ đặt ngai ta trong Ê-lam, vua và các quan trưởng nó ta sẽ diệt đi. Nhưng sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, ta sẽ đem các phu tù của Ê-lam trở về. Đức Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.